Triều Tiên tuyên bố tại một ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc rằng các biện pháp chế tài quốc tế áp dụng đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân sẽ gây nguy hiểm cho sự sống còn của trẻ em Triều Tiên. Tại phiên điều trần của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em cuối ngày 20 tháng 9, ông Han Tae-song, đại sứ của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc nói, Triều Tiên với dân số 26 triệu người là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trọng tâm, nên việc bảo vệ và phát huy quyền và phúc lợi của trẻ được ưu tiên hàng đầu. Ông nói, việc phong tỏa và trừng phạt dai dẳng và luẩn quẩn chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chỉ cản trở nỗ lực bảo vệ và xúc tiến các quyền của trẻ em, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền sống còn của trẻ em. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thống nhất áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Triều Tiên từ năm 2006 cho đến nay, vòng gần đây nhất bắt đầu vào tháng này. Hàn Quốc ngày 21 tháng 9 thông qua kế hoạch gửi viện trợ cho Triều Tiên trị giá 8 triệu đô la.